Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, clip của ngày hôm nay ngày 21 tháng 5 năm 2022. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thông báo hôm qua cửa hàng có về được hai sản phẩm siêu VIP siêu mới là một chiếc đồng hồ VDS một chiếc đồng hồ VDS con bướm vàng và một chiếc quạt Sanier hàng siêu tầm rất mới và cực kỳ là VIP. Thì ngày hôm nay cửa hàng cũng đã nhận được đơn của vị khách hàng đã chốt chiếc quạt có giá là dưới 10.200.000. Vâng, sản phẩm thì cô chủ shop có chụp hình đăng trên trang Zalo riêng và cũng đã được khách hàng quan tâm và chốt đơn lúc 11-12 giờ đêm ngày hôm qua. Vâng, sản phẩm thì cửa hàng được nhận đơn của anh khách hàng xin được giấu tên. Anh có địa chỉ tại Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Anh đặt một chiếc quạt VIP và anh trước đây cũng là những vị khách hàng thường ủng hộ khá nhiều những sản phẩm bên cửa hàng rồi. Ngày hôm nay thì anh chốt tiếp chiếc quạt này. Và với vẻ đẹp của sản phẩm thì giá trị sẽ nói lên là độ đẹp của sản phẩm. Còn đâu thì những chiếc quạt cũng ví dụ như cũng như thế này mà nó có giá trị rẻ hơn thì chắc chắn nó sẽ không xuất sắc được bằng. Và đây là một chiếc quạt cực kỳ là xuất sắc, thiếu thùng xốp thôi. Thế có thùng thì chiếc quạt này nó cũng không có giá ở ngưỡng tầm tiền đó đâu. Nhưng chiếc quạt này thì với vẻ đẹp quá là mới, mới kinh khủng. Và đặc biệt thì toàn thân gang sắt, đế xoay, có bánh xe ở phía dưới nhé. Zin 100%, cửa hàng xin gửi cho vị khách hàng đã chốt đơn bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Anh có địa chỉ tại Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Và một lần nữa thì cô chủ shop sẽ quay lại để quý vị và các bạn có thể được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sản phẩm này. Đấy, các bác có thể nhìn đẹp hay không ở phần lan lồng và tất cả cái phần logo và phần nào mà có mạ màu sáng như thế này cũng như là nước sơn còn rất sáng thì đó là những chiếc quạt cực đẹp rồi. Quá là mê luôn. Vâng, bên cửa hàng thì vẫn có những chiếc quạt là đẹp như thế đây. Thì là chiếc quạt này là còn thùng nhá. Quạt Latina. Đấy. Các bác thấy nó chạy quá là êm luôn. Cũng cực kỳ là mới, mới như chiếc của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh về hôm qua và đã bán rồi. Chiếc này thì còn nguyên thùng xốp nhưng giá trị của chiếc này lại còn cao tiền hơn nhiều. Đấy. Cũng là toàn thân gang sắt nhá, cánh 30. Vâng, vậy clip này cửa hàng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.